huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách dự giải U23 châu Á 2024, hậu vệ Minh Trọng bị loại. Hôm qua ngày 1 tháng 4, Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Qatar. Đáng chú ý nhiều tên tuổi từng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup vừa qua cũng được huấn luyện viên Tuấn triệu tập như thủ môn Văn Việt, Văn Khang, Tuấn Tài, Thái Sơn, Đình Bắc. Tuy nhiên hậu vệ Minh Trọng, cái tên được huấn luyện viên Tru Si ưu tiên sử dụng nhiều trong các trận đấu gần đây thì vắng mặt. Được biết hậu vệ Minh Trọng gặp chấn thương vùng ngay từ trận đấu gặp đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup Ngoài Minh Trọng thì Văn Tùng và Tuấn Dương cũng không góp mặt Ngày 5 tháng 3 U23 Việt Nam sẽ tập trung Thầy trò huấn luyện viên Tuấn có 2 ngày tập luyện trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 8 tháng 4 Tại đây U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp U23 Jordan trước khi chính thức bước vào giải đấu